Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng đến với vòng 1 của chương trình Bản lĩnh ngôi sao. Và theo một cuộc khảo sát bỏ túi gần đây, thì đội của chúng ta, cả hai đội tự tin và nhan sắc, ngoài việc ăn to nói lớn thì chúng ta còn có khả năng nhớ dai. Chính vì vậy hôm nay chúng tôi sẽ cùng đến với một cái thử thách có tên gọi là Tâm đầu ý hợp. Đây là 5 câu ca dao thành ngữ, tục ngữ được chúng tôi đã ghi vào trong cái bảng này. Nhiệm vụ của chúng ta là cử ra 3 thành viên theo thứ tự người 1, người 2 và người 3. Người 2 và người 3 sẽ đeo tai nghe. Người thứ nhất sẽ nhìn vào tấm bảng này và cố gắng diễn tả cho người 2 nghe. Người 2 sẽ nhận thông tin và sau đó diễn tả cho người 3 nghe. Kết thúc 2 phút, đội nào của chúng ta đưa ra nhiều đáp án về câu ca dao thành ngữ tục ngữ nhất, đội đó sẽ giành được chiến thắng. Mỗi một câu đúng sẽ tương ứng với lại 10 điểm. Rõ chưa? Rõ. Okay. Rõ. Và bây giờ chúng tôi xin mời hai thành viên đẹp nhất bước ra quảnh tù xì tham gia thi tài. Đúng rồi nha. Ai thắng thì xin sau, ai thua thì trước. 2, 3. Ủa em chỉ có một chiêu duy nhất vậy thôi. Em tưởng là anh sẽ là cái búa. Rồi đội mình thi trước. Ra đây, người thứ nhất các bạn, vô đây. Và bây giờ 2 phút dành cho Huy chuẩn bị bắt đầu. Nói luôn. Ăn trong. Ăn trong nồi, ngồi trong hướng. Ăn trong tô. Ăn trong nồi, nồi. Ăn trong nồi, ngồi trong hướng. Đúng rồi. Okay. Quay lại. Ăn. Trong. Ăn trong nồi. Ngồi trong hướng. Chính xác. Một từ. Từ thứ hai. Lời nói. Không. Lời nói không cánh mà bay. Yeah. Diễn tả. Lời nói. Không. Cánh. Cánh. Mà bay. Lời nói không cánh mà bay. Đúng rồi. Tiếp tục. Cái gì mà lập kén dữ vậy? Kén dâu. Chị. Kén. Mật ngọt. Chết rồi. Ok. Những nơi cay đắng. Đúng rồi. Là nơi thật thà. Ok. Quay. Mật ngọt. Chết rồi. Đúng rồi. Ok. Những nơi. Đúng rồi. Cay đắng. Đúng rồi. Mật ngọt chết rồi. Những nơi cay đắng. Là nơi thật thà. Là nơi cay đắng. Mật ngọt chết rồi là nơi sinh ra. Hết rồi bà ơi. Hết giờ. Thưa quý vị, câu đó là mật ngọt chết dạ, rồi vậy? Những nơi cay đắng là nơi thật thà. Lời nói không cánh mà bay là đúng rồi. Và câu ăn trong nồi, ngồi trong hướng. Vâng. Có 2 từ hả? Như vậy chỉ có 2 từ đúng thôi. Trời. Như vậy số điểm của chúng ta là 20 điểm. Xin chúc mừng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi của đội nhan sắc. 2 phút dành cho anh, bắt đầu. Tay làm hàm nhai. Yeah. Quay. Tay quay, miệng trễ. Tay làm hàm nhai. Tay quay, miệng trễ. Miệng trễ. Yeah. Tay quay, miệng trễ. Tay làm hàm nhai. Tay làm hàm nhai. Tay quay. Miệng trễ. Tay quay. Tay quay miệng trễ. Tay làm hàm nhai, tay quay miệng trễ. Yeah. Ok. Chính xác, chúc mừng. Từ thứ hai, quay ngược lại. Qua đi, nhanh không? Tháng 9, mưa rơi. Trái chín. Không phải trái. Cho qua câu khác anh. Không cho qua, cho luôn cái này dễ mà. Tháng sáu, trời mưa không dứt. Tháng sáu trời mưa. Đó. Mà không phải tháng 6, tháng 9 trời mưa. Tháng 9 trời mưa. Tháng 10 mưa hạ. Tháng 10 mưa hạ. Mưa mạ. Mạ lúa. Tháng 10 mưa mạ. Yeah. Tháng 9 mưa. Cái mưa này lạ quá vậy. Cái gì? Mưa rơi chứ không phải rơi. Tháng 9 mưa rơi. Yeah. Tháng 10 mưa mạ. Yeah. Ok. Hết rồi, sắp hết thời gian rồi. Tháng 9. Mưa rơi á. Tháng 10 mưa hạ. Mạ. Tháng 10 mưa mạ. Thưa quý vị, tháng 9 mưa rơi. Mưa rơi. Tháng 10 mưa mạ.
Vâng. Mạ. Và quá. Mưa mạ và mạ, câu tiếp theo của chúng ta. Trời mấy cái này dễ không chưa ấy, vàng thật không sợ lửa. Không sợ lửa. Kiếm mấy câu dễ mới trời ơi, tiền cao cháu múc. Tại sao kiếm mấy câu dễ? Tại sao sợ mấy cái câu sau nó còn dài thôi. Kính thưa quý vị, số điểm của chúng ta như sau. Số điểm của đội tự tin, các bạn có được 20 điểm, xin chúc mừng. Và sau một hồi cãi muốn mệt và số điểm họ có được rất khiêm tốn, 10 điểm, xin chúc mừng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng 2 của chương trình Bản lĩnh ngôi sao. Yeah.